Xin chào tất cả các anh em. Xin chào tất cả anh em đã quay lại với bài học số 2 của khóa học cách đọc bản vẽ cơ điện. Thì bài học số 2 của chúng ta có nội dung là gì? Đó là bước 3, đọc hiểu sơ đồ nguyên lý các hệ thống. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các anh em một số hệ thống chính, vì trong cái dự án tôi làm nó sẽ có rất nhiều hệ thống, ví dụ nhiều hệ thống như là hệ thống thông gió. Đây anh em có thể thấy hệ thống gồm rất nhiều hệ thống hút vệ sinh này, rất nhiều hệ thống hút vệ sinh, tại vì nó rất nhiều cái block hay nhiều cái khu vực để làm. Thì tôi sẽ giới thiệu một cho anh em một cái sơ đồ hút vệ sinh, hay gọi hút gió thải, một cái sơ đồ tăng áp hút khói, một cái sơ đồ cấp gió tươi, và sơ đồ nguyên lý hệ thống chiller, và sơ đồ cấp ga cho hệ thống VRV, và cuối cùng là một sơ đồ về thoát nước ngưng. Sơ đồ thoát nước ngưng. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào một sơ đồ hút vệ sinh, hay còn gọi hút gió thải. Đây thì đầu tiên để đọc được một sơ đồ nguyên lý thì ta phải nhận diện thiết bị trong sơ đồ nguyên lý đó, và vạch tuyến đường ống. Thì như anh em thấy ở trong sơ đồ thông gió thì bao giờ, ở đây chúng ta sẽ nói đến sơ đồ thông gió về cơ khí cưỡng bức, có nghĩa là gì, sử dụng thiết bị quạt, chứ không nói về sơ đồ thông gió tự nhiên. Thì như anh em thấy là sơ đồ nguyên lý thông gió hút vệ sinh nó sẽ có rất nhiều các miệng gió, và như sơ đồ trong bài học của chúng ta này thì rất nhiều miệng gió kết nối về một quạt. Thì phương án ở trong dự án này áp dụng đó là dùng ống gom ở trên mái và kết nối vào một chiếc quạt hút chung cho một khối lượng rất là lớn các miệng gió hút vệ sinh như thế này. Thì như ở sơ đồ nguyên lý này anh em thấy một cái miệng gió này có lưu lượng là 120 mét khối giờ. Đấy, thì kích thước đường ống dùng cho một miệng gió là 100 x 150. Thì anh em phải hiểu rằng các anh em phải hiểu rằng đây là ghi chú những thông số gì. Thì thứ nhất này, đây là EAG, có nghĩa là exhaust air green, nghĩa là cửa hút có hút gió thải. Thì cái thông số 120 mét khối giờ là thể hiện cái lưu lượng gió đi qua cái cửa. Còn cái VKC này chắc không cần phải giải thích rồi. Tiếp theo là đến cái van VCD và van FD. Van VCD chính là van điều chỉnh lưu lượng để làm sao cân bằng cái lưu lượng giữa các cái miệng gió từ tầng dưới, là từ tầng dưới cùng, là tầng như ở đây là tầng 4, với tầng trên cùng ở đây là tầng 15. Thì để gì, để điều chỉnh làm sao, như nếu không có sự không có van này để điều chỉnh thì các miệng gió ở các khu vệ sinh này lưu lượng hút nó sẽ không bằng nhau, vì là gần quạt hơn thì lưu lượng gió hút nó sẽ mạnh hơn, được nhiều hơn. Thì như anh em thấy là để sơ đồ nguyên lý, để đọc được một sơ đồ nguyên lý thì tôi đã nói rồi, anh em phải nhận diện được hết các cả các thiết bị. Thì ở đây là có thiết bị gồm có là miệng gió, van, siêu âm và quạt. Đấy, cơ bản của cái đường hút gió thải nó sẽ gồm các thiết bị đó, và thêm nữa là các cái vạch tuyến đường ống. Thì như anh em thấy đây sẽ là vạch tuyến đường ống trục đứng theo trục kỹ thuật,
đấy. Thì tại sao ở trên trục đứng nó có các cái hình tam giác như này? Thì đây là tín hiệu của chuyển tiếp diện. Thì ở dưới cùng này, như anh em thấy này, là ống gió 100 x 150. Thì anh em sẽ thắc mắc, sẽ hỏi là tại sao một nhà vệ sinh như này có lưu lượng 120, dùng ống 100 x 150, và tại sao ba ống góc cho ba nhà vệ sinh vẫn sử dụng ống 100 x 150? Thứ nhất là vì hai lý do, là đường ống trục đứng được phép tính toán và lựa chọn vận tốc gió trong ống trục đứng là lớn hơn so với ống nhánh ra các nhà vệ sinh. Và lý do thứ hai là do cái việc các nhà vệ sinh của các tầng này sẽ không đồng thời sử dụng cùng một lúc, hệ số sử dụng cùng một lúc rất là thấp. Nhưng đương nhiên là anh em sẽ lại hỏi là khi tính toán thì người ta sẽ tính cho toán cho trường hợp bất lợi nhất. Thì như tôi giải thích ấy, đến trường hợp bất lợi nhất thì cái kích thước này nó vẫn đáp ứng được cái vận tốc yêu cầu duy trì trong đường ống hô hấp. Vì thế mà nó đáp ứng được cả hai. Khi không đồng thời sử dụng thì nó vẫn đảm bảo, và khi đồng thời sử dụng lưu lượng tăng lên. Và để duy trì được cái lưu lượng qua mỗi miệng gió của nhà vệ sinh này là 120 khối giờ thì vận tốc nó phải tăng lên, nhưng vẫn trong giới hạn cho phép. Thế mà mới có kích thước là 100 x 150. Cái này nó chuyên sâu về tính toán thiết kế. Thì sau khóa học này tôi sẽ có thêm một cái khóa hướng dẫn anh em để tính toán thiết kế được một hệ thống thông gió như thế nào. Thì cái đấy tôi khi vào bài học đó, khóa học đó, tôi sẽ nói chi tiết và cụ thể hướng dẫn anh em cụ thể từng bước một để anh em có thể ra được cái thông số đường ống trục đứng này hay thông số đường ống trục ngang này. Thì như anh em thấy đấy, thì là sau 3 tầng lại tăng kích thước ống gió lên một lần. Đây là lên đến đây là 200 x 200, tiếp lên là 300 x 200, tiếp nữa là 300 x 250. Thì như tôi đã vừa nói, cái kích thước này tăng lên bao nhiêu hay tăng lên như thế nào thì nó là phải đi vào bài toán tính toán thiết kế. Nhưng ở đây là khóa học đọc bản vẽ thì anh em phải hiểu đây là kích thước đường ống trục đứng, còn cái kích thước 100 x 150 này là đường ống nhánh đi vào các phòng vệ sinh. Thì mỗi một trục đứng ở trên nó sẽ có thêm một cái van VCD nữa. Thứ nhất là điều chỉnh lưu lượng của trục để các trục cân bằng. Thứ hai là để ngắt, thế là để cách ly một trục khi trục đó có sự cố hay có vấn đề với các trục khác. Thì đó là những cái tiếp theo này. Tiếp theo là tôi nói luôn, tiếp theo là cái này là cái siêu âm. Như anh em thấy ở trong cái hình vẽ, nhưng do là tỷ lệ in ra cái bên nó nhỏ nên là nhìn nó thành một cái khối đen này, nhưng là nó giống cái ghi chú mà tôi đã hướng dẫn cho anh các anh em ở trong bài 1. Ai không nhớ thì quay lại ghi chú xem. Còn đây là quạt hút và cái đầu ra. Đầu ra thì có những nơi người ta dùng một cái ống gió để cắt vắt chéo 45 độ. Để thì thứ nhất là ngăn mưa. Thứ hai là có một cái lưới mặt bên này, có cái lưới chắn côn trùng, tránh côn trùng đi vào. Nhưng mà nhiều khu vực là dông bão nhiều thì người ta khuyến cáo, và thực tế thi công nó xảy ra rồi thì là người ta sẽ dùng một cái cút với chất 45 độ hẳn xuống dưới, vòng hẳn hướng.
Sau thì khi nào về tính toán về thiết kế tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho anh em tính toán kích thước đó như thế nào, viện đó như thế nào. Ở đây anh em chỉ hiểu, chỉ cần nhớ nhớ là đây là quạt hút cho hệ thống hút gió thải, cụ thể đây là hút vệ sinh, còn ký hiệu đây là ký hiệu quạt EFF fan là exhaust fan. Ở đây là lưu lượng của quạt, ở đây cột áp của quạt H500 Pascal này, cột áp của quạt đây là lưu lượng là 9700 khối giờ đấy quạt. Đấy thì tất cả các quạt khác cũng vậy và hệ thống khác cũng cũng có nguyên tắc nguyên lý như vậy, thì anh em cần hiểu một sơ đồ, anh em có thể suy luận được ra các sơ đồ tiếp theo. Và các cái trục này thì nó sẽ là phân theo các cái trục kỹ thuật ở trên mặt bằng. Thì ở bài học số 3 nói về sự tương quan giữa các bản vẽ với nhau, thì tôi sẽ nói thêm cho anh em về cái phần ống trục này chia như nào theo trên mặt bằng. Thì đó là cái sơ đồ nguyên lý về hút gió thải. Thì ở dưới đây cũng là các cái sơ đồ nguyên lý nhỏ nhỏ của khu bể bơi. Như anh em thấy cái tên của bản vẽ này là hệ thống hút vệ sinh thông gió bể bơi. Thì là do cái khu vực đó nó gồm các cái này, các cái hệ thống này. Thì chúng tôi, anh em khi thiết kế là ghép vào để cho người ta dễ hình dung khu vực. Thì đây nó cũng sẽ là các cái miệng gió. Ra các cái ký hiệu này là anh em ký hiệu cho nó gọn, cũng là cái đây là một số lượng các miệng gió khác có tổng lưu lượng là 3.800, chứ còn nếu mà để tính một miệng gió mà có lưu lượng như này thì miệng gió rất là to. Thì đây là sơ đồ nguyên lý thôi anh em, nên mọi người phải hiểu đây là cái một cái miệng gió lưu lượng không cao đâu. Thì trong cái tôi sẽ gửi cho anh em cái tài liệu về cái miệng gió của một nhà cung cấp miệng gió, để anh em có thể hiểu là cái một cái miệng gió có thể đáp ứng được lưu lượng tối đa là bao nhiêu, để mình sau này có vấn đề kể trong khi tính toán hay là khi mình đọc bản vẽ mình sẽ hiểu được là cái này sẽ cần tối thiểu bao nhiêu miệng gió. Còn đương nhiên là có thể nhiều miệng gió hơn và lưu lượng gió qua mỗi miệng nó sẽ ít đi. Thì cái đấy tôi sẽ gửi tài liệu cho anh em xem kèm và thực chất mà có thể hiểu được cái khu này bao nhiêu miệng gió, khu này bao nhiêu miệng gió thì mình có thể kiểm tra ở trên mặt bằng nữa. Thì đó chính là sự tương quan giữa sơ đồ nguyên lý và mặt bằng mà chúng ta cần phải có sự kết hợp với nhau. Sau tiếp theo hệ thống cấp gió tươi, tôi sẽ giới thiệu anh em hệ thống cấp gió tươi. Đây là hệ thống cấp gió tươi. Đây, đây là các SCU của các phòng. Đấy thì cũng tương tự như cái sơ đồ nguyên lý hệ thống hút gió thải, thì hệ thống cấp gió tươi chúng ta cũng phải nhận diện thiết bị trước. À thì đây là các FCU này, ghi FCU này. Còn đây là các PAU. Thì FCU nó chính là cái dàn lạnh mà anh em có thể là có thể dàn lạnh treo tường, nhưng dàn lạnh treo tường thì không áp dụng ở trong hệ thống cấp gió tươi này, bởi vì nó không có phần cấp gió tươi vào trong thiết bị, mà chúng ta sẽ dùng dàn lạnh là một loại dàn lạnh âm trần nối ống gió. Còn nếu mà loại mà không có ống gió để cấp cho gió tươi vào thì người ta sẽ cấp gió tươi trực tiếp vào phòng, thì lúc đó sơ đồ nguyên lý hệ thống cấp loại khác. Còn đây là sơ đồ nguyên lý hệ thống cấp gió tươi mà cấp vào FCU để hòa trộn với gió hồi ở trong phòng và xử lý rồi lại cấp gió lạnh vào phòng. Thì tại sao lại anh em như anh em thấy là nó sẽ có thêm hai con PAU, thì có thể
tùy, mình cũng có thể cấp trực tiếp từ không cần qua PAU mà cấp trực tiếp qua các FCU này cũng được. Nhưng khi cấp như vậy thì cái FCU sẽ phải chọn FCU có công suất lạnh lớn hơn. Thì tôi sẽ giải thích tại sao như vậy. Thì là PAU này có chức năng gì thì đây tôi cũng giới thiệu cho anh em. PAU là chính là thiết bị xử lý gió tươi, lọc này, làm lạnh ra nhiệt này, tách ẩm hoặc tạo ẩm trước khi đưa vào FCU, hay gọi là indoor của HVAC unit. FCU này sẽ xử lý phần còn lại. Cái này là gì? Giới thiệu luôn cho anh em một hình ảnh. Đây là hình ảnh của con PAU. Đấy. Thì như đọc cái chức năng của PAU thì anh em đã hiểu là nó sẽ xử lý một phần nhiệt cho không khí đi vào để giảm cái nhiệt độ. Ví dụ nhiệt độ ngoài trời là 32 độ thì có thể giảm xuống 3 độ là 29 độ trước khi đi vào FCU để hòa trộn với gió hồi trong phòng, làm lạnh sâu xuống hơn và cấp vào trong phòng. Thì chính vì thế mà khi cái PAU này đã làm lạnh một phần rồi thì FCU này công suất làm lạnh nó không cần phải cao và nó có thể giảm hơn so với yêu cầu công suất lạnh của một phòng. Đấy, thì đó là tại sao có PAU và FCU. Thì như anh em thấy cũng là gồm các thiết bị kết nối với nhau. Thì cái PAU này này, nếu không có PAU thì hai vị trí này sẽ là hai cái quạt hút gió từ bên ngoài vào để cấp vào các FCU để cấp gió tươi. Nhưng có PAU này thì trong PAU nó đã có cả quạt để cấp gió rồi, đường lấy gió là qua các cái, qua cái mặt này của PAU và nó thổi qua cái đường qua quạt đi vào FCU. Và các cái đường kẻ như anh em thấy, thực ra nói là đường kẻ nhưng nó chính là các tuyến mạch tuyến ống gió sẽ đi vào trong hệ thống của mình tiếp. Thì trên đường ống cũng sẽ có VCD và FD. Thì cái FD là van dập lửa. Trong các cái trường hợp, trong các hệ thống này thì nó có chức năng là cách ly khi mà xảy ra sự cố cháy hoặc hỏa hoạn của một tầng hay một tuyến ống này, thì nó sẽ cách ly để nó không bị lan truyền sang các phòng, các tuyến ống khác. Đấy, thì là nguyên lý của hệ thống cấp gió tươi cũng vậy. Tiếp theo, sau hệ thống cấp gió tươi, tôi sẽ giới thiệu với anh em là hệ thống chiller. Thì hệ thống chiller này là một hệ thống đây là sơ đồ cấp nước lạnh. Đây là cấp nước lạnh, là đây là sơ đồ tổng từ gian máy chiller này cấp lên các cụ tải lạnh. Thì bây giờ tôi lại giống như tôi đã nói là khi đọc một sơ đồ nguyên lý thì chúng ta phải nhận diện thiết bị, sau đó là mạch tuyến đường ống. Thì thiết bị này, ví dụ đây là các con PAU như ở trong sơ đồ cấp gió tươi anh em đã được biết đến, thì nó cũng phải được làm lạnh một phần như tôi đã nói. Thì nó cũng cần phải có trao đổi nhiệt từ cái môi chất lạnh để có thể làm lạnh được không khí một phần xuống. Và đây là các FCU đó. Tiếp là đây chính là chiller, máy chiller. Đây cũng là máy chiller. Tiếp là các phụ kiện van, đồng hồ đo,
rồi là bơm, rồi hệ thống thắp giải nhiệt. Thì về cơ bản của hệ thống Chilo nó sẽ gồm là gì? Lớn nhất là máy chiller, sau đó tháp giải nhiệt, rồi đến các bơm để bơm, nhất là và đến các FCU gọi là phụ tải lạnh, rồi các PLU đây. Thì sơ đồ nguyên lý chiller anh em sẽ đọc hiểu như thế nào? Thì anh em phải hiểu là cái chiller này, cái thiết bị gồm có bình bay hơi và bình hướng tụ để gì? Đó, làm khi nhiệt độ nói như thế nào trước được, nghĩa là khi nhiệt độ đi vào và nhiệt độ đi ra. Sau đây là nhiệt độ đi về, đi vào chiller này, nhiệt độ đi ra. Nhiệt độ đi ra của chiller bao giờ cũng là 7 độ, nhiệt độ đi vào là 12 độ. Đấy. Đấy thì cái nó sẽ có anh em thấy đấy, từ chi máy chiller ra nó sẽ có 4 đường ống. Thì đấy, đường ống cấp nước lạnh đi tới các thiết bị phụ tải lạnh này. Đấy. Đấy, đến các thiết bị phụ tải lạnh. Đây, đường nét liền đây. Đấy, trên chiều mũi tên. Và đường nước lạnh hồi. Đấy, đây, ký hiệu đây, anh em nhìn thấy. Giống trong khí ghi ký hiệu về đường ống. Đấy, ký hiệu về đường hồi sẽ đi về. Về chiller. Đấy, nó đi vào đây. Đây được cấp. Đi, đường hồi. Thì đường hồi nó sẽ hồi về bơm trước, rồi bơm vào chiller. Tôi sẽ nói luôn cho anh em là tại sao lại như vậy. Thì bởi vì là khi anh em hút cái bơm, nó sẽ chiều hút và chiều đẩy, thì nó hút từ các thiết bị phụ tải và nó đẩy vào chiller, chứ không ai lắp với chiều là hút từ chiller đi ra. Chiều mà hút từ chiller đi ra, thực ra về kỹ thuật, về an toàn cho thiết bị không đảm bảo được, bởi vì là nếu hút ở trong chiller đi ra thì khi cái đường hồi này có vấn đề, nó chưa kịp hồi nước về, chúng ta hút ở trong chiller ra sẽ thứ nhất là làm hại, tổn hại cho cái máy chiller này. Vì thế nguyên tắc là chúng ta phải nhớ là bơm bao giờ bơm vào chiller, chứ đẩy đường đẩy của bơm sẽ kết nối vào chiller, chứ không phải đường hút của bơm kết nối vào chiller. Anh em phải nhớ. Thì anh em sẽ kiểm tra được là sơ đồ nguyên lý kia vẽ đúng hay sai. Đấy là hệ thống đường ống cấp nước lạnh. Tiếp theo là từ chiller ra có hai đường ống nữa, là đường ống ra tháp giải nhiệt. Thì anh em thấy đấy, đường ống tháp giải nhiệt cũng thế, là bơm sẽ hút từ tháp giải nhiệt. Bởi tháp giải nhiệt anh em, cái về khi mà về thiết kế hay là về nói sâu hơn về thiết bị, tôi sẽ nói rõ cho anh em là tháp giải nhiệt này, nguyên lý tháp giải nhiệt như thế nào. Có lẽ cái đấy sẽ phải nói sau, không nó sẽ rất dài. Thì đấy cũng là hút từ tháp giải nhiệt xong rồi đẩy vào chiller. Đó là sơ đồ tổng thể. Còn tiếp theo là sơ đồ chi tiết cho cái khu gian máy chiller. Thì đây có thêm phần là phần là mềm nước. Thì trong để bảo vệ cho các thiết bị chiller của mình này, hay tháp giải nhiệt của mình không bị đóng cặn này, thì cái hệ thống này chính là hệ thống gọi là làm mềm nước hay là xử lý nước trước khi đi, để bù thêm vào trong hệ thống chiller này. Thì cái hệ thống xử lý nước này thì thông thường sẽ là có một bên nhà thầu công nghệ về xử lý nước, người ta sẽ hỗ trợ và giúp mình thiết kế, kiểm tra. Nhưng mình phải đưa ra một cái đầu bài, đó là gì? Cái thành phần nước mềm với các tỷ lệ, với các hạt trong nước mình cần
như thế nào thì mình sẽ gửi đầu bài để họ đưa ra một cái di chuyển công nghệ xử lý cho mình. Thì cái này nó sẽ là chuyên sâu hơn. Thì vào cái khóa học về thiết kế tôi sẽ nói sâu cho anh em để anh em có thể hiểu được. Thì đó là về sơ đồ nguyên lý thi lô. Tiếp theo sẽ là về sơ đồ cấp ống ga của hệ VRV. Thì đây là sơ đồ cấp ống ga của hệ VRV. Thì anh em cũng nhìn và nhận dạng thiết bị là gì. Đây là các dàn lạnh, các FCU. Đây là các dàn nóng. Đây là các outdoor unit. Đây là indoor unit. Thì anh em nhìn thấy có các cái hình tam giác này ở các vị trí dễ nhánh này. Thì đo đây chính là gọi bộ chia ga, có mã bộ chia ga của các cái hãng cấp điều hòa này đi theo kèm. Thì chiếc bộ chia ga này, đây là cái thông số này, mã model thông số của bộ chia ga này. Và đây là các đường ống ga. Đường ống ga thì thông số này thể hiện cái gì? Thì đó chính là một đường ống ga này sẽ, đây là vẽ trên sơ đồ nguyên lý thôi, còn thực tế nó sẽ gồm có hai đường ống, là một đường ống là có kích thước là 19.1 và một đường ống có kích thước là 31.8. Thì đường ống nhỏ là đường dẫn dịch và đường ống to là đường dẫn hơi. Đây là đường dẫn hơi để đi về dàn nóng, còn đường dẫn dịch là đi từ dàn nóng vào các FCU. Thì hai đường ống này bao giờ đi song song với nhau. Đấy, thì thực chất là cái sơ đồ nguyên lý này nó có bên hãng, các hãng ví dụ như hãng Daikin nó sẽ có cái phần mềm hỗ trợ để mình có thể xuất được ra cái sơ đồ nguyên lý này dựa vào phần VN Express của kết hợp của trong cái hệ thống điều hòa Daikin. Thì là khi mình tính toán, mình lựa chọn các cái thiết bị FCU này, mình sẽ ghép nối, thì trong cái phần mềm đó nó sẽ hỗ trợ chúng ta khi chúng ta kết nối các cái hệ thống giàn lạnh có mã model và có, thì nó sẽ lựa chọn được giải công suất, và từ qua công suất lạnh nó sẽ lựa chọn được cái kích thước ống ga phù hợp và nó sẽ vạch tuyến cho mình. Thì đấy, về sơ đồ nguyên lý anh em vẫn phải hiểu là mình cứ nhận dạng thiết bị đầu tiên, và sau đó là đến đọc cái đường vạch tuyến đường ống. Thì ở trong sơ đồ nguyên lý ống ga thì cũng sẽ có FCU hay là indoor và outdoor cùng với bộ chia ga và đường ống ga. Thế là còn các thông số thể hiện ở đây tôi đã nói rồi. Vụ 5m2 là chính là chiều dài của cái đoạn có kích thước là ống ga là 12.7 nhân 19.1 đây. Tiếp đó. Thì đó là về sơ đồ nguyên lý cấp ga. Và giờ tôi sẽ nói qua về sơ đồ nước ngưng. Thì đây là một cái sơ đồ nước ngưng. Nước ngưng của hệ thống Chino đây. Thì như anh em thấy là có sự trao đổi nhiệt của các dàn lạnh này, thì nó cũng gần giống với trao đổi nhiệt ở cái máy điều hòa treo tường của nhà chúng ta. Thì nó cũng phải có đường thoát nước ngưng cho các thiết bị này. Thì đây anh em cũng theo nguyên tắc tôi đã nói từ đầu, nên là nhận dạng thiết bị thì thực ra từ thoát nước ngưng anh em cũng phải hiểu là thoát nước ngưng là thoát nước ngưng cho các cái dàn lạnh trao đổi nhiệt này. Thì trong sơ đồ thoát nước ngưng nó chỉ xuất hiện những thiết bị đó. Thì đây chính là FCU này. Đấy, đây là PAU này. Đấy. Thì FCU và PAU này chúng ta ở trong các phòng hay trong các tầng chúng ta sẽ kết nối với nhau. Và đặc biệt là cái
phải ghi nhớ cái hệ thống phát ngưng là hệ thống thoát do sự chênh lệch về độ cao, nó gần như nó không có cái thiết bị hỗ trợ tăng áp hay gì cả, mà nó là thoát tự nhiên, tự chảy đấy. Thì bắt buộc nó phải có độ dốc đấy, thì ở đây đang là dốc 1%, và đây là kích thước đường ống thoát nước ngưng cho một thiết bị là độ dốc là có đường kích thước đường ống là dùng ống PVC D21. Thì cái kích thước của một kích thước đường ống mà cho một thiết bị này, chúng ta sẽ phải tra catalog của thiết bị, thì tôi sẽ gửi kèm cái tài liệu cho anh em ở sau cái bài học, thì anh em sẽ lên trang web cơ điện chấm cách đọc bản vẽ com để có thể lấy tài liệu về. Thì cái này mọi người sẽ liên hệ với anh Lương, Thiên Lương nhé. Thì đó là cái sơ đồ nguyên lý thoát nước ngưng của hệ thống điều hòa. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây, và tôi đã giới thiệu qua cho tất cả các anh em về các sơ đồ nguyên lý trong hệ thống HVAC của dự án khách sạn Sầm Sơn. Thì rất cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe và theo dõi bài học của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi sẽ tiếp tục với bài 3 sau buổi học này. Thì xin chào anh em.